mới, một niềm tin và những sự khởi đầu đầy hy vọng. Tối hôm nay, bằng những lời ca, tiếng hát qua các tiết mục văn nghệ của đội nghệ thuật quần chúng phường Nội Cung để cùng ca ngợi Đảng Quang Vinh, ca ngợi quê hương đất nước và đón chào một mùa xuân mới. Chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nội Cung lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024-2029. Và chương trình giao lưu nghệ thuật mừng Đảng Quang Vinh, mừng xuân Giáp Thìn tối hôm nay gồm có các tiết mục như sau. Mở đầu là tiết mục chào mừng Đảng, tiết mục nhảy dân vũ tập thể chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tốp ca nữ với bài Mùa xuân nho nhỏ do tam ca Lê Lài, Mai Lộc, Thanh Bình biểu diễn. Tiết mục đơn ca Em chọn lối này do Thanh Bình trình bày. Đơn ca nữ với bài Tìm em câu ví sông Lam do Mai Hương thể hiện. Tiết mục dân ca tự biên phường Nội Cung sáng mãi niềm tin soạn lời Lê Lài, biên đạo múa Kiều Hương. Tiết mục nhảy dân vũ tập thể kết đoàn. Và kết thúc chương trình là tiết mục nhảy múa Lam Vông và vũ hội Triều Cần. Xin kính mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức.
Oh,
Doing.
I'm
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.